Những cặp vợ chồng chưa đám cưới của Vbiz, hà hồ đợi Lisa và Leon đòi mới làm. Ngộ nghĩnh nhỉ? Lan Phương thấy phiền phức. Phương rất là không thích đám cưới. Nhiều đám cưới mà Phương biết thì có vẻ hơi hình thức, mà Phương thì là người không thích hình thức. Đối với các fan cứng của showbiz Việt, chắc hẳn bạn rất nóng lòng mong chờ những hôn lễ thế kỷ của các cặp trai tài gái sắc, đặc biệt là các cặp đôi đã bên nhau một thời gian dài. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau mà họ vẫn chưa làm đám cưới dù đã có con chung. Hà Hồ, Kim Lý. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà đã có cuộc sống hạnh phúc bên mẫu nam Kim Lý cùng tổ ấm nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Người hâm mộ đều rất mong chờ đám cưới của cặp đôi vàng này. Thế nhưng, tất cả vẫn còn là ẩn số. Còn nhớ sau màn cầu hôn xúc động của Kim Lý dành cho Hà Hồ ngay sau khi cô sinh hai bé Lisa và Leon, những tưởng sẽ có một đám cưới cổ tích diễn ra sau đó. Nhưng không, khi cặp song sinh đã lớn, Kim Lý và Hà Hồ vẫn cứ hoãn cưới mãi thôi. Hồ Ngọc Hà cho biết, dù ghi nhận sự hối thúc của khán giả và của cả Kim Lý, nhưng đến nay, cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, nếu sau này Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý. Lan Phương và David Duffy. Thành công trong sự nghiệp, Lan Phương cũng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây. Được biết, ông xã Lan Phương tên David Duffy là người gốc Anh, sinh ra tại Úc. Hẹn hò được 2 tháng, Lan Phương phát hiện có thai. Sự xuất hiện của em bé đã khiến cả hai hiểu nhau, gắn kết hơn và quyết định kết hôn trước khi con ra đời đúng một ngày. Mặc dù Lan Phương và chồng đã đăng ký kết hôn, nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới dù cho ông xã từng đề nghị nhiều lần và con gái cũng đã lớn. Lan Phương quan niệm đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là tình cảm thực sự của cả hai. Nữ diễn viên chỉ muốn một cuộc hôn nhân bình dị, hạnh phúc. Bản thân tôi cảm thấy đám cưới có phần phiền phức và mất thời gian nên vẫn chưa muốn. Tôi cũng chưa biết bao giờ, mặc dù ông xã rất muốn. Có thể sẽ có một ngày nhưng chưa biết lúc nào, Lan Phương tiết lộ. Hải Băng, Thành Đạt. Hải Băng, Thành Đạt đã đính hôn vào năm 2016 và đã có với nhau 3 mặt con, nhưng chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Được biết, Hải Băng đồng cảm việc Thành Đạt từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên cảm thấy chuyện cưới xin không quan trọng. Nữ ca sĩ bày tỏ, chúng tôi bảo nhau phải làm sao sống hạnh phúc, biết vì con cái mà cố gắng là được. Tôi không cần làm đám cưới mà chỉ mong hai vợ chồng có thể nắm tay nhau suốt đời. Thủ tục kết hôn chỉ là giấy tờ và hình thức. Tôi thấy có nhiều người cứ xin rình rang song sống với nhau được một thời gian lại chia tay. Hôn nhân thất bại thì đám cưới cũng không có ý nghĩa gì cả. Từ khi lập gia đình, Hải Băng gần như rút lui làng giải trí, tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô thấy may mắn vì ông xã luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho mình và các con. Riêng Thành Đạt cảm nhận cuộc hôn nhân lần hai với Hải Băng là động lực giúp anh vượt qua cảm xúc tiêu cực. Gia đình nhỏ của họ chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cặp đôi ở xã hội hiện đại này. Thu Phương, Dũng Taylor. Thu Phương và Dũng Taylor cũng chưa làm đám cưới dù đã chung sống với nhau 16 năm và có 2 con chung. Được biết thì ông bầu Dũng Taylor và nữ ca sĩ Thu Phương đã tổ chức lễ đính hôn nhưng chưa có đám cưới. Cặp đôi rất hạnh phúc, thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào và có phong cách nuôi dạy con khéo léo. Khác biệt với vợ về nhiều mặt như văn hóa, quan điểm giáo dục, nhưng Dũng Taylor vẫn nổi tiếng là một người chồng biết chia sẻ với vợ cũng như được nhiều phụ huynh ngưỡng mộ về cách dạy con. Dũng Taylor cũng thừa nhận, ở Mỹ, đàn ông lập gia đình là một gánh nặng. Đây cũng chính là lý do mà Thu Phương không muốn làm đám cưới. Cô từng chia sẻ rằng, không lấy là em thương anh đó với người đàn ông của mình. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên và cũng ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, độc lập của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng. Bạn thấy đấy, những cặp đôi dù mãi chưa đám cưới nhưng đều rất hạnh phúc với tổ ấm của riêng họ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cùng chúc cho cuộc sống của các gia đình nhỏ ngày càng viên mãn và ngập tràn tiếng cười nhé.